Triệu chứng điển hình của một cơn viêm khớp gút cấp nghĩa là sưng, nóng, đỏ, đau ở ngón cái của bàn chân. Và triệu chứng này xảy ra rất đột ngột, rất dữ dội, thường xuất hiện vào ban đêm. Người ta mô tả cái triệu chứng đau là đau tới mức độ mà một tấm lụa mỏng thoáng qua chạm vào da, người bệnh cũng không thể chịu nổi, nghĩa là có sự tăng cái độ nhạy cảm của cái khớp bị viêm này. Thì đây là triệu chứng rất là điển hình của gút. Tuy nhiên bây giờ thì không hẳn là như vậy, mà triệu chứng của viêm khớp gút có thể xảy ra ở vùng khớp cổ chân, hoặc nó có thể gây sưng nóng đỏ ở mô mềm của mô bàn chân, và một số ít trường hợp khác cũng có thể xảy ra ở vùng khớp gối, khớp khỉu hoặc là khớp cổ tay. Các bạn phải lưu ý là cái triệu chứng của khớp gút, bởi vì như ta đã nói ở câu đầu tiên, nó là vua các loại bệnh, cho nên là cái triệu chứng của nó xảy ra rất là rầm rộ, rất là ầm ĩ. Vì có một số bệnh nhân bị thoái hóa cái khớp bàn ngón chân, nhất là bằng ngón chân cái, nó gây sưng to và nó hơi biến dạng, nó vẹo ra ngoài. Thì mọi người nhìn cái đấy cứ tưởng đâu là một cái biến dạng của viêm khớp gút, nhưng thật sự là không có phải. Bởi vì trong thoái hóa nó sẽ không có sưng nóng đỏ đau và xuất hiện cách đột ngột như tôi vừa mới trình bày.